Một vấn đề nữa mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó là chúng ta có thể sử dụng các file ảnh động để làm cho bài học sinh động hơn. Ở đây là các file ảnh tĩnh. Vậy thì file ảnh động là file ảnh như thế nào? Ở đây tôi sẽ ví dụ cho các bạn một file ảnh động. Thì đây, đây là một file ảnh động. Các bạn có thể thấy nó rất là trực quan. Khi học sinh nhìn vào thì ảnh động thực chất nó là một chuỗi các ảnh tĩnh kết lại với nhau. Vậy thì để giả sử như là tôi có một file PowerPoint. Như giả sử ở đây tôi có một file ảnh, tôi có một file hiệu ứng như thế này và tôi muốn lưu dưới dạng ảnh GIF cho học sinh chẳng hạn, thì tôi làm như thế nào? Thì đến đây tôi giới thiệu cho các bạn phần mềm, đó là phần mềm Screen to GIF, để chúng ta có thể capture lại những hiệu ứng ở trên màn hình và chúng ta lưu dưới dạng ảnh GIF. Phần mềm có tên là Screen to GIF. Screen to GIF, các bạn gõ trên Google sẽ ra ngay. Và bấm vào kết quả đầu tiên. Chọn Installer, có nghĩa là file cài đặt. Đó. Thì máy nó sẽ tự download về cho chúng ta và cài đặt như bình thường. Chúng ta cứ bấm Next, 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 Next là chúng ta sẽ cài đặt được phần mềm này. Ở đây tôi đã cài đặt rồi. Và đi sử dụng nó như thế nào? Sử dụng nó, đầu tiên tôi sẽ mở file PowerPoint của tôi lên. Thật sự như đây là nơi mà tôi muốn lưu lại các cái thao tác ở trên màn hình. Thì tôi sẽ... Tiếp theo thì tôi sẽ mở phần mềm Screen to GIF lên. Sau khi mở lên thì giao diện nó sẽ hiện ra như thế này. Tôi chọn nút Recorder là... Có nghĩa là chúng ta sẽ thu lại các thao tác ở trên màn hình. Sau khi bấm nút Recorder thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta một khung như thế này. Đó. Tôi sẽ mở file PowerPoint của tôi lên. Và tôi sẽ căn sao cho khung này của tôi vừa với vùng mà tôi muốn phần mềm này lưu lại các thao tác. Thì tôi sẽ kéo cho vừa khung như thế này. Kéo. Chúng ta để ý ở đây nó có các thông số, đó là FPS có nghĩa là bao nhiêu khung hình giây. Thì thường thường tôi để với các ảnh mà cần mượt mà thì chúng ta để các số lớn, với các ảnh mà không cần mượt mà, không cần phải quá mượt mà thì tôi để số nhỏ, ví dụ như 15. Ở đây tôi cần hiệu ứng nó mượt hơn nên tôi sẽ để khoảng 25 đến 30. Lưu ý là số này càng lớn thì file ảnh của chúng ta càng nặng. Và file ảnh nặng quá thì cũng không tốt, bởi vì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để load ở trên trang web, có thể học sinh sẽ không nhìn thấy. Vậy tôi sẽ để khoảng 25. Trong mục option này, tôi sẽ bấm vào. Các bạn nên để chức năng là bỏ chức năng là xuất hiện con chuột khi quay hình bằng cách bỏ tích ở dòng đầu tiên. Đó, thì khi giả sử như chúng ta có lỡ để chuột vào đây thì cũng không bị xuất hiện con chuột ở trong khuôn hình. Và chúng ta nên để chức năng là countdown, có nghĩa là khi bấm vào nút quay màn hình thì máy nó sẽ thì phần mềm nó sẽ không quay ngay lập tức mà nó để cho chúng ta 2 giây để chúng ta chuẩn bị. Thì tôi sẽ để 2 giây. Đó. Và tôi sẽ bấm nút OK. Bây giờ tôi sẽ thực hiện thu lại các hiệu ứng ở trên màn hình trong khung này và lưu như sau. Tôi bấm nút record. Đó, máy nó sẽ đếm 2 giây. Sau khi đếm xong 2 giây nó sẽ chạy và tôi sẽ bấm nút, tôi sẽ thao tác như bình thường. Đó. Như là các bạn đang sử dụng PowerPoint như bình thường. Sau khi xong rồi thì tôi bấm nút stop. Chúng ta thoát phần mềm PowerPoint ra. Và phần mềm Screen to GIF sẽ đưa ta vào giao diện chỉnh sửa như thế này. Đó. Như tôi đã nói, ảnh GIF là ảnh động. Nó là tập hợp của một chuỗi ảnh tĩnh. Tôi có thể chỉnh sửa, tôi xóa bớt các ảnh thừa. Ví dụ, tôi thấy là từ đầu cho đến đoạn này chẳng hạn, tôi không cần dùng. Tôi bấm vào bức ảnh đầu tiên mà tôi muốn chọn. Tôi kéo.
tôi muốn đến bức ảnh này thì tôi bấm thêm ship và tôi chọn bức ảnh này. Thì nó đã chọn được tất cả các ảnh từ đầu đến với bức ảnh cuối cùng mà tôi đã chọn. Tôi bấm nút delete. Thì tôi sẽ xóa 144 hình ảnh. Đó, tương tự với những đoạn khác cũng vậy. Tôi muốn xóa từ đây đến cuối. Tôi lại bấm ảnh đầu tiên và bấm ship rồi nhấn vào ảnh cuối cùng. Thì tôi sẽ chọn được tất cả các ảnh từ đầu đến cuối như thế này. Tôi bấm nút delete. Xóa. Việc làm như vậy thì sẽ làm cho ảnh của chúng ta nó không bị dừng lại quá lâu. Và kèm với đó thì ảnh sẽ không bị quá nặng. Đó. Sau khi làm được như thế này rồi thì làm sao để lưu file này dạng file GIF? Tôi bấm nút File, chọn Save As. Save As thì đầu tiên là các bạn phải đặt tên cho nó. Bây giờ tôi đặt tên là viết số 8 chẳng hạn. Sau đó tôi sẽ chọn file lưu. Tôi sẽ chọn file lưu của nó. Giả sử như là tôi chọn desktop. Tôi bấm save. Đó. Sau khi đã chọn được nơi lưu và tên của file, và định dạng file là file GIF, file GIF. Các bạn lưu ý là lưu dưới dạng file GIF. Ở đây nó có các tùy chọn khác là file video, chuỗi ảnh hay là các file như file Photoshop. Nhưng mà tôi sẽ chọn file GIF để tôi dùng luôn. Và sau khi đã lựa chọn được nơi lưu và sau đó tôi sẽ bấm nút save. Máy nó sẽ render ra ảnh GIF cho chúng ta. Tùy vào cấu hình máy của các bạn mà nó có thể chạy nhanh hay lại chậm. Thường thường thì nó cũng sẽ rất là nhanh thôi. Và đây tôi đã nhận được GIF. Đó, các bạn có thể thấy. Và ảnh GIF này các bạn có thể up lên OLM một cách tương tự như các ảnh SVG hay ảnh PNG như vừa rồi. Công cụ này đặc biệt hữu hiệu khi chúng ta sử dụng cùng với phần mềm PowerPoint hoặc là phần mềm hoặc là với các môn tự nhiên như là toán, lý hay hóa, chúng ta hay sử dụng phần mềm đó là phần mềm GeoGebra. Đó. Phần mềm GeoGebra này cho chúng ta các hiệu ứng hình học động. Tôi có thể tìm rất nhiều những file GeoGebra ở trong phần resource của GeoGebra. Giả sử như là tôi muốn tìm về chiếc lò xo chẳng hạn. Tôi sẽ gõ chiếc lò xo. Các bạn nên tìm bằng tiếng Anh. Đó là spring. Đó, thì tôi sẽ ra được rất nhiều những resource, những tài nguyên về chiếc lò xo. Trong này thì các tác giả họ đã thiết kế động như sau. Giả sử như tôi bấm vào nút start stop này. Và bây giờ tôi muốn lưu ảnh này dưới dạng file GIF thì lúc này phần mềm screen to GIF cực kỳ hữu hiệu. Tôi sẽ lưu dạng file GIF như thế này. Đó. Hoặc là phần mềm GeoGebra này nó còn có nhiều chức năng khác mà chúng ta có thể nhúng trực tiếp vào trong web olm.vn. Có thể tôi sẽ làm những bài hướng dẫn sau. Như vậy thì tôi đã vừa hướng dẫn các bạn các kỹ năng, đó là kỹ năng đầu tiên là về text và bảng, kỹ năng vẽ hình trực tuyến và kỹ năng xử lý ảnh cũng như tạo ảnh GIF bằng phần mềm Screen to GIF. Hy vọng là các bạn có thể sử dụng các công cụ này để có thể sáng tạo ra nhiều nội dung hay trên olm.vn. Nếu các bạn có thắc mắc thì chúng ta có thể thảo luận thêm để tìm ra giải pháp tốt nhất.